Anh viết cái lá thư đấy với một tâm thế là anh muốn anh một chút đấy nhá. Ok anh đây, anh đây. Ôi anh đây à? Anh đây, có anh đây, có anh ở đây rồi đúng không? Đúng. Em chưa bao giờ được con gái làm cho những điều này ấy anh. Nên mọi thứ rất bỡ ngỡ luôn ấy. Lần đầu mà. Lần đầu làm chuyện ấy á. Đâu lần đầu được làm chuyện ấy. Thôi đẹp. Thank you.
là khi em bé sẽ đọc em nói chuyện đó, thì ta được là anh cũng được cái sống tôi tạo cho em. Thank you.